Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay cô Dung chia sẻ với các bạn về cách săn sóc cây mãng cầu ở nhà cô Dung nè các bạn. Mà cái cây này á thì được rất là nhiều bạn của cô Dung đó các bạn rất là thích cái cây mãng cầu của cô. Nó vừa ngọt mà trái nó rất là ngon á các bạn. Cho nên thì My cũng muốn cô chia sẻ lại cái cách trồng và săn sóc của cô để cho mình trồng được trái ngon, trái ngọt. Nó không có bị bở mà nó ngọt, mà nó vẫn dai ngon nha các bạn. Mà trái nó cũng lớn nữa. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cái cách mà cho phân nè, cách tưới nước nè, cách lúc nào cho phân gì chi tiết để cho các bạn trồng và cũng được thành công giống như của cô nha. Cây này mà mới trồng xuống đất 4 năm. Cây này 4 năm. 4 năm đó các bạn. Đó, quá trời trái kìa. Đó, đã chưa? Đó, bánh đây. Dạ. Các bạn đã không? Đó, này là mãng cầu Út á. Giống này là giống cô. Ở dưới kìa. Cô thích nhất. Đó, ở dưới đó. Cô thích mấy nhất. Trái nó đậu á. Đây nè. Dạ. Lúc này trời nắng vậy tuần cô tưới 2 lần không? Tuần lễ 2 lần, mà nóng quá thì 2 ngày tưới 1 lần. Dạ, nếu mà nóng thật nóng á. Từ 90 độ lên tới 100 hơn á thì mình tưới 2 ngày mình tưới 1 lần. Dạ. Còn nếu mà nó bình thường á cỡ chừng 70 độ cho tới 6-70 cho tới gần 80 thì mình tưới từng lễ 2 lần thôi. Dạ, còn nếu mà tới mùa thu rồi thì bớt quá lại đó, rồi khi trái mãng cầu nó lớn nó sẽ bị lạc. Dạ. Rồi muối Epsom salt cô cho 1 tháng thì cô bỏ 1 lần muối. Tháng cho vô gốc bao nhiêu? Dạ. Thí dụ như một cái nắm tay của cô vậy nè. Nắm nếu, tay ha. Nắm tay mình hốt mình rải rải nó được rồi. Dạ. Còn nếu mà các bạn lường cái mũi muỗng canh á thì khoảng 2, 3 muỗng 3 canh. Muỗng, 3 muỗng canh ha. 3 dạ. Muỗng canh muối dạ. Epsom mỗi tháng á các dạ. Bạn. Nếu mà cây cái gốc nhỏ hơn thì mình cho 2 muỗng canh. Dạ. Và những cái loại trong chậu như vậy nè thì 1 muỗng canh thôi. Dạ. Cái này mãng cầu Út á. Cây này nó còn nhỏ. Này cây nhỏ mà có trái nè thấy thương không? Nhưng mà nó cũng có trái nữa đó, mãng cầu Út. Cái này thì cái này là dạ. Cái gốc nó cũng lớn á cô. Ừ. Tại bị chặt nhánh rồi, nó đứt đúng nhánh. Bị gãy nhánh. Nó đang nuôi nó. Tại nó bị gãy nhánh. Ừ. Nó cũng nè, có trái đậu. Trái nè, thấy thương không? Ừ. Nó quá trời lớn luôn nó rồi đó. Có trái vậy kia. Là chắc mấy trái này là coi như là kịp trước Tết đó các bạn. À, ha, trước Tết. Để mình chưng Tết. Hái trước tuần lễ. Hái trước cỡ tuần 10 ngày gì cũng được. Dạ, nhưng rồi mà cái cây này 4 năm. Hồi 4 xưa năm cô mua cái cây nhỏ cỡ nào? Mà cây nhỏ lắm, nhỏ hơn cái cây này nữa. Nhỏ hơn cây này nữa nó hả? Thấp cái cỡ này nè. Cỡ đầu gối thôi đó các bạn. Cỡ đầu gối là lúc đó mua 85 đồng. Cái này hơn đầu gối cũ, cái này đầu gối mình cái này đây. Cao hơn. Cái này gấp đôi này cỡ đùi cái này vậy. Cao hơn, cái này dạ. Cao hơn, cái cây của cô thấp lắm, nhỏ lắm. Vậy mà bây giờ 4 năm mà nó sao nó bự ra. Nó ra vậy nè các bạn. Mãng cầu mau lớn lắm. Đúng rồi, là mãng cầu mau lớn thiệt á. Tôi thích nước á, tưới nước á. Quá chân lớn. Mùa đông thì mình tưới từng lễ 1 lần thôi. Dạ. Còn mùa này thì mình tưới từng 2 lần cho tới 3 lần. Rồi tùy theo mình coi theo cái thời tiết của cỡ trên 90 độ F là coi như nóng nhiều. Nóng nha nhiều các bạn. Mình tưới 3 lần. Còn nếu mà nè, 90 tới khoảng 75 là như cũng bình thường. Đó, còn dưới 75 là coi như hơi hơi lạnh lạnh chút. Cô săn sóc á, tới lúc mà tháng mấy là cô bắt đầu cô lặt lá cho nó vậy? Với con tỉa nhánh. Sau hết mùa đông khoảng tháng 2. Sau tháng thì 2. Tháng 2 hả? Là cô tháng 2 là bắt đầu trim cây. Gan tay mình cắt ở đây. Dạ. Rồi cái dưới này nó mập thì nó đâm cái tược ra. Dạ. Nó vừa đâm tược mà nó vừa có nó mọc nhánh non rồi nó mọc luôn bông. Dạ. Nó ra bông luôn. Dạ. Ví dụ như cái nhánh mà nó dài quá thì mình đo khoảng 2 gan tay mình trim. Dạ. Rồi cái nhánh mà nó ngắn ngắn thì mình đo 1 gan tay thôi, từ ở đây nè, từ ngay cái này ra, 1 gan tay thì mình cắt đây. Dạ. Mình cắt ngay đây. Từ cái mí này chứ không phải từ cái đọt này hả cô? Mình đo cái đọt cũng được nhưng mà giờ chỉ vậy cho nó dễ đi. Vậy nè. Dạ. Đó. Thì mình cắt ngay đây. Dạ. Cắt ở đây bỏ dưới trên chỗ này. Là lúc vào khoảng tháng 2, tháng 3 các bạn. Tại vì mấy cái nhánh này nó ngắn thì mình đo ở chỗ này được. Còn mình đo ngay cái gốc nó ra để cắt ở đây. Dạ. Cái mình găng tay là được rồi. Xong rồi cô bớt không? Cái lá cũng lặt bớt. Lặt lá bớt. Ví dụ khi mình đo cái này là 1 găng tay thì mình cắt ở đây. Dạ. Cắt ở đây thì mấy cái nhánh này mình bỏ thì nó sẽ nhánh non nó mọc ra đây. Dạ. Nó ra đây rồi nó ra bông luôn.
Nói chung là lúc như nó ra cái trái mãn cầu đó, cái nó ra vậy đó, ra đây cái nè. Mình chấm nè, đó đó vậy đó. Là mình cắt đây, nó tức nó ra hai bên nhánh bên này. Đúng rồi. Đó, đó đây là cái nhánh đây, thì mình có đo đây một gang tay, mình bấm nó đây. Dạ. Bấm nó đây mình bỏ mấy cái lá này đi. Tới tháng 2 á. Dạ. Cuối mùa đông là bắt đầu. Có người hỏi là tại sao mãn cầu của người ta đang có trên có bông trái mà tự nhiên bị vàng lá hết vậy cô? Cô nghĩ là sao? Đang bông có, nhiều quá. Đang có bông á thì một là bạn đó đã tưới nước nhiều quá. Tưới nước thì, nhiều quá. Dạ, tưới nước nhiều quá thì cái lá nó sẽ vàng và nó sẽ rớt xuống. Dạ, rớt vàng rồi rớt lá rồi rớt bông luôn. Rụng bông luôn. Dạ. Với lại trong lúc mà cây đang có bông các bạn đừng có bỏ phân nha. Các bạn muốn bỏ phân trước khi mùa xuân vô là bỏ cuối cái mùa đông là tháng 2 đó các bạn bỏ phân trước. Rồi dùng phân 15-30 kích bông á, 15-30-15 đó. Cô có phân đó không? Có. Cô lấy cái phân đó cho các bạn coi luôn ha. Để cho những ai mà chưa biết săn sóc mãn cầu á thì mình cũng làm được. Nhưng mà nếu các bạn các cô chú nào có kinh nghiệm á thì My cũng mong các bạn các cô chú chia sẻ thêm nữa nha. Tại vì mình cũng muốn cùng nhau cho mình trồng được tốt á. Thấy mãn cầu ai cũng ham hết trơn. My thích nhất là Tết á, mình chưng nguyên một dĩa mãn cầu. Đủ thứ màu xanh màu đỏ luôn các bạn, nhìn rất là đẹp luôn á. Bỏ đây, cái này thì phân này nó là phân hóa học. Nhưng mà cái này là cái 15-30. Dạ. 15-30 là kích bông. Cho tập trung vô bông á các bạn. Nhưng mà nó cũng tốt cho lá nữa chứ không phải là tốt bông sức không. Đề kháng. Mà bông mạnh. Sức đề kháng cũng mạnh luôn. Thì mình bỏ cái này. Dạ. Bỏ cái này là cuối mùa đông tháng 2 á các bạn bỏ. Cái như cái cây bự của cô 4 năm vậy cô bỏ bao nhiêu một? Thì bỏ khoảng một cái muỗng canh thôi. Một muỗng canh vòng vòng cái gốc. Cái này tới 2 muỗng canh lận. Vậy là một muỗng canh thôi. Cô mình bỏ đo một cho một muỗng canh là cái 2 tuần cái mình bỏ thêm một muỗng canh nữa. Dạ. Rồi là nếu mà muốn xài organic, xài organic không nuôi lá và không nuôi sức đề kháng thôi rễ đó thì muốn bông không thì bỏ bone meal. Dạ. Bone meal 25 organic. Cái này là organic. Không dùng phân hóa học thì dùng bone meal nha. Dạ. Bone meal 25 không là NPK đó các bạn, 25 là tập trung vô bông thôi á. Rồi. Loại này là loại organic. Cái này organic đó. Cái này cái đâu phải cái thùng của nó hả cô? Không. Dạ. Tại vì nó bị bể cái bịch rồi. Dạ, cái này là cái số á, các bạn nhìn cái số mà mua bone cái bịch meal đó, cái đó mua là ở một, lô nha. 25 không. Dạ. Mua ở lô á. Hoặc là cái này cũng được. Cái bone meal này thì Home Depot bán. Thì cái bone meal này á là rồi 12. 12. Cái 412 không. Cái này organic nha. Organic bone meal cho cái số này 412 không. Dạ, cái này chắc bỏ khoảng 2 muỗng canh ha. Đúng rồi. Cái này mình xới xới góc lên thì mình cái bỏ thì nó tốt hơn. Cái bịch của cô á nó hư rồi, cô lấy cô đựng đỡ cái hũ này nhưng mà cái số của nó vẫn là kích bông nè. 125. Dạ. Đó thì bỏ các bạn nhìn nhiêu? Thấy cái nào mà số NPK mà số giữa cao á là tập trung vô bông, nó là phosphorus á. Cái này á là cô mua cô đó để cô nuôi mấy cái chậu ra bông á để cô dùng cô xài. Thì cái này nó là chắc phân hóa học. Phân hóa học nhưng mà cái này á để nuôi mấy cái chậu mà như bông mai, bông này, bông kia, bông mấy cái bông cô thích đó. Cái này là cô cho lúc tháng mấy theo ở kali của mình? Kali á thì mấy cái chậu bông thì cô bỏ cái không cái mãn cầu nè. Sau khi mà cô cắt lá đồ xong là cô hồi cho nãy luôn cô nói phải cuối không? Mùa đông á. Dạ, cuối mùa đông là cho vô. Tất cả là mãn cầu mà cây ăn trái đó là sau khi mùa đông là phải bỏ liền. Dạ. Phải bỏ liền cho kích bông. Sau khi mùa đông vậy là cô nói là tháng 2. Mùa xuân mình là tháng 3. Dạ, cuối mùa đông là tháng 2. Dạ, tháng là 2. Cô cho vô một lần đó, sau rồi khoảng chừng tuần hay tuần sau cho. Hai tuần á thì cho nó lần. Cho thêm lần nữa. Cho khoảng mấy lần rồi cô ngưng? Một tháng cho có 2 lần thôi rồi ngưng. Ngưng. Rồi ngưng rồi tới bắt đầu vô mùa xuân rồi, mùa xuân là giữa tháng 3 rồi. Dạ. Giữa tháng 3 nó ra bông. Khi nó đang ra bông á thì các bạn đừng tưới nước nhiều quá. Dạ, ít nước lại bớt ha, đang lúc ra bông. Nó ra bông á thì tưới nước nhiều quá nó sẽ rụng. Cô nghĩ đang ra bông rồi thì mình cũng với lại đang ra bông á các bạn đừng bỏ phân nha. Ngừng cái mình phân bỏ, luôn ha. Mình bỏ một tháng đó là mình bỏ hai bỏ tùy theo cái cây các bạn lớn nhỏ các bạn canh mà các bạn bỏ
nó cũng có chỉ dẫn mình ở đằng sau này nè. Dạ. Các bạn coi cái chỉ dẫn của nó, coi nó kêu mình bỏ làm sao vậy đó. Dạ. Nhưng mà thà là mình để ít ít rồi nè, xong rồi mình để cho thêm 2 ounce thôi à. Dạ, một cái table spoon á cho một cái pot. Ừ. Dạ. Cái này trong chậu. Rồi mình tưới cho nó đậm nước. Cái này đặt đây nè. Đó, dạ. Mình đọc cái này mình bỏ, nhưng mà cô thì thí dụ cô dùng cái này á thì cô cứ bỏ cái cây cô nó cũng lớn thì cô dùng hai cái muỗng canh á, rồi cô rải nó rồi lúc... hai tuần sau rồi cô bỏ tiếp. Mà từ lúc mà tới có bông xong rồi cô còn bỏ cái gì vô nữa không? Không, không có bỏ. Tới khi nó đang có bông nha. Các bạn đừng có đi lấy phân này phân nọ, dạ, phân kia thẳng vô là nó sẽ rụng đó nha. Dạ. Bông nó sẽ rụng á, nó không đậu đâu. Sau khi mà nó đậu trái lớn cỡ này nè, ví dụ cái trái nó lớn cỡ này nè, bắt, dạ, đầu tưới nước được rồi. Tưới nước nhiều lại bình thường. À, tưới nước lại từng 2 lần 3 lần được rồi. Dạ. Đó. Lúc mà có bông nhỏ xíu á thì đừng có bỏ phân nha, ít. Bỏ phân vô nó nóng nó rớt đó. Còn cỡ trái cỡ này trở lên thì nó mình tưới lại bình thường. Ừ. Rồi cỡ này nó lại tưới nước bình thường, và các bạn coi cứ 2 tuần các bạn quậy phân cá đó. Dạ. Ừ. Cho phân cá thì được. Đã quậy phân cá các bạn tưới cho nó. 2 tuần, mỗi 2 tuần là cứ cho phân cá vô, 2 tuần cho phân cá vô. À, tại vì cô thì cô làm dịch chuối, rồi cô cho dịch chuối, dạ, rồi cứ 2 tuần cô cho cái phân cá, rồi cái tuần sau cái cô cho dịch chuối. Dạ. À, còn các bạn không có nuôi, không có xài cái làm cái dịch chuối, các bạn bỏ phân cá, 2 tuần quậy phân cá các bạn bỏ vô. Dạ. Đó, đặng nó cho nuôi trái đó, nuôi, dạ, trái với nuôi lá cho nó xanh, cho nó đẹp. Phân cá thì các bạn cũng bỏ giống như khoảng chừng 1 muỗng canh cho 4 lít nước. Mình cứ pha rồi mình tưới ngay gốc vậy đó. Với lại mình dùng phân cá trái nó cũng ngọt. Và nhớ bỏ muối Epsom salt mỗi tháng. Dạ, dạ, cái đó là quan trọng á. Ừ. Nó làm cho cây trái tăng thêm cái độ ngọt. Dạ. Với phải chỗ nắng nha các bạn. Nếu mình chỗ nào mà không có nắng á thì mình trồng là coi như không có thành công nha các bạn. Hoặc là lạnh. Ví dụ như vùng nào mà lạnh quá đó là coi như nó bị sượng á, nó sượng hết trơn á là coi như tiêu rồi đó, ổn lắm. Nên mảng cầu này nó chỉ có sợ lạnh nè. Lạnh là coi như buồn lắm luôn mấy em này á. Lạnh lỡ mà dùng nào mà lạnh quá chắc mình phải trùm lại hay là cho nó sao che lại á, tối á, mùa sương á, mình phải che bịch ni lông lên á cho nó đỡ. Nè, phân cá. Phân cá, quay cái này nè. Cứ mỗi 2 tuần. Ừ. Một muỗng canh đó. Dạ, với 4 lít nước. Một muỗng canh nhé. Dạ. Muỗng canh với 4 lít nước. Các bạn tưới, dạ, ở dưới. Cứ tưới ở dưới. Dạ, có bạn hỏi thêm nữa là tại sao mà cây mãng cầu của bạn bị bở á các bạn. Ăn nó không có ngon, nó không có dai. Thì cô Dung chia sẻ thêm là nếu như mà bị bở thường là mãng cầu mình trồng là phải đủ nắng, giống như là cỡ 6 tiếng nắng trở lên đó các bạn. Còn nếu như mà mình tưới mà nhiều nước quá đó là mãng cầu nó cũng bị bở nữa các bạn. Nó bị bở rồi, nếu như mà cũng do tưới nhiều quá cho nên là nó bị lạc luôn, mình ăn nó không có ngọt. Còn nếu như mà mình muốn ngọt á, thì cô nói là thường là cây nó phải đủ dinh dưỡng thì nó mới ngọt. Với hơn nữa là mỗi tháng cô cho muối Epsom salt giống như hồi nãy cô chia sẻ cho đó các bạn. Rồi nước thì phải đủ, nhưng mà không có dư nước, dư nước thì bị lạc. Rồi thường ví dụ như trước khi mà hái khoảng 1 tháng là cô cũng tưới ít nước lại bớt. Thì như vậy trái nó sẽ ngọt lại đó các bạn. Cho nên khi mà cô hái cái trái của cô xuống á thì nhiều người rất là thích, là tại vì cái trái của cô ăn nó vừa ngọt mà nó vừa dai mà cũng trái to, cho nên ăn một trái là cô nói xứng đáng một trái đó các bạn. Cái vàng rau mơ của cô nè, nhỏ nhỏ gọn gọn dễ thương không? Mi thấy trồng nhỏ nhỏ gọn gọn vậy được, tại của mi trồng nhiều quá nó ra quá chừng luôn, phải cắt bỏ nó mệt luôn. Giờ mình trồng ít gọn gọn vậy nè để ăn là được. Cái này cũng rất là quý luôn á, nhưng mà đều các bạn nào mà bị đau về bụng á mình ăn cái này nó tốt cho đường ruột dễ sợ luôn á nha. Cây này á là mặc dù cái mùi nó hôi mình không thích, nhưng mà nó là một cây thuốc rất là quý với nhà của mi á.
My xin dừng ở đây nha. My chúc cho các bạn trồng mãng cầu được tốt. Hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay của My ha. Mong cho các bạn trồng mãng cầu sao mình ăn cái trái nào là cũng xứng đáng trái đó ha. My cũng muốn được như vậy luôn. My cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè ha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.